Chào cả nhà ha, mình sẽ làm một cái video để mình trả lời câu hỏi của các bạn rất là hay. Đó là câu hỏi là nếu mình tới đây làm, tôi là lương, tôi đang nghỉ á, cái điều kiện nghỉ việc của người lao động làm có bị trừ tiền nhiều hay không? Thì mình sẽ nói một tí, mình sẽ để cái đường link quy định chính trong cái video này theo luật quy định nhà nước luôn. Mình sẽ để trong đó và các bạn có thể bây giờ vào phần nội dung á và các bạn sẽ xem để tham khảo ha. Thì nhưng mà mình sẽ nói theo cái quan điểm đầu tiên về thời vụ. Trong lao động thời vụ thì nếu trường hợp các bạn nghỉ việc, nó sẽ có một vài trường hợp các bạn không được nhận lương luôn. Là trường hợp đầu tiên là đơn phương tự ý là nghỉ việc cùng lúc. Giống như ví dụ chúng ta có 10 người, 20 người đang làm cùng lúc, sau đó chúng ta cùng lúc ta nghỉ hết. Thì cái trường hợp đó khả năng các bạn sẽ không được nhận lương. Tại vì chúng ta vi phạm điều khoản trong hợp đồng là cái công ty có quy định là tất cả cùng công nhân cùng nghỉ một lúc là công ty không trả tiền. Giống như việc chúng ta đình công là không có trả tiền. Thì một vài trường hợp chúng ta không nhận tiền. Còn trường hợp thứ hai nữa, nếu lao động thời vụ các bạn nghỉ làm á, thì đa phần các bạn sẽ bị trừ 3 ngày lương. Đó có một vài công ty cũng lao động khi các bạn nghỉ, các bạn không báo trước, các bạn nghỉ ngang luôn, các bạn sẽ bị trừ 3 ngày lương. Đào tạo có thường sẽ là giống như là người sẽ bị trừ khoảng 600.000. Còn một giống như công ty cũng lao động hiện tại bên mình đang làm là công ty Tâm Thiện Nhi đi, thì các bạn khi các bạn nghỉ việc các bạn sẽ không có bị trừ tiền khoảng đó. Nhưng đặc biệt một vài trường hợp giống như công ty gỗ Rochdale, điều kiện làm việc là các bạn phải làm đủ 7 ngày mới được nhận lương, và các bạn phải nghỉ và phải báo trước 10 ngày, nếu không thì sẽ bị trừ 500.000. Thành ra thì còn đối với các bạn làm lao động chính thức á, nếu các bạn thời hạn làm việc của các bạn dưới 12 tháng á, là các bạn chỉ cần báo trước khoảng đâu đó tầm khoảng 3 ngày. Còn nếu mà các bạn làm việc mà từ hợp đồng từ 1 năm trở lên đến 3 năm á, thì các bạn sẽ phải báo trước 15 ngày. Còn đối với trường hợp mà các bạn làm hợp đồng vô thời hạn thì các bạn sẽ báo trước 45 ngày. Và trong quá trình mình báo á, mình phải chuyển giao hết cái công việc mình đang làm lại cho các bạn ở phía sau, và chuyển giao hết cái khoảng thời gian cái công việc mình đặc thù, một vài công việc các bạn cần phải có sự chuyển giao lại, thì các bạn chuyển giao xong các bạn mới được quyền nghỉ ha. Đó. Thì còn đối với đặc biệt thì khó khăn nhất đối với người lao động thời vụ là giờ các công ty cung ứng lao động nó quá nhiều, và mỗi công ty cung ứng lao động nó sẽ có những điều khoản khác nhau hết. Thành ra thì chỉ mong rằng đối với các anh em đi làm, chúng ta đừng có giống như trường hợp chúng ta thấy tại sao người bạn này làm mà không bị trừ tiền, tôi là bị trừ tiền. Nó còn phụ thuộc vào mỗi công ty nó sẽ có những cái quy định khác nhau. Giống như công ty lao động giống như hiện tại giờ Hiếu Long Tiễn nè, công ty sản xuất học điều là bạn nghỉ các bạn phải báo trước 15 ngày. Công ty gỗ Hồng Sâm là các bạn nghỉ bà biết rồi con, để bà tí quay video xíu. Thì công ty gỗ Hồng Sâm thì các bạn không cần phải báo trước, các bạn nghỉ ha, bạn làm 3 ngày đã được tính lương công ty gỗ Hồng Sâm rồi. Và giống như công ty gỗ Đông Pha thì các bạn cần phải báo trước 5 ngày. Bạn báo ngày thứ hai đi, thì bạn phải làm thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, bảy, nhật, bạn làm đủ 5 ngày nữa thì bạn nghỉ và không bị trừ tiền. Còn công ty sản xuất một điều là của công ty thì nó phải báo trước 15 ngày. Gỗ Đông Pha báo trước 5 ngày, gỗ Hồng Sâm báo trước. Thì nói chung là mỗi một công ty nên điều kiện các bạn đi làm thì cũng mong rằng anh em mình đi làm mình nên hỏi cho kỹ phần đó. Thật sự ra thì trong quá trình làm việc thì cũng có nhiều anh em sale, chính bản thân Hiếu cũng vậy, cũng nhiều khi nó cũng quên tư vấn cái phần đó. Thì cũng mong rằng anh em đi làm, không chỉ nếu như làm cho em thì cũng không nói gì đi, còn nếu anh em làm cho người khác á, anh em cứ nhớ hỏi kỹ cái điều khoản, nếu như lỡ như tôi nghỉ việc thì tôi bị trừ tiền cái gì, tôi có mất cái gì không, thì nhờ anh em hỏi kỹ phần đó nha, tại vì nó ảnh hưởng quyền lợi trực tiếp của bà con luôn á. Thì sau đây thì cũng còn một vài công ty đang tuyển, thì cũng mong bà con, có bà con vô thì bà con cứ bằng có công việc làm nha. Bố như lặng lo đi làm. Hôm nay thì chủ nhật thì trường không giữ trẻ, thành ra Hiếu phải đem hai nhóc theo đi làm luôn. Rồi cũng cảm ơn bà con thời gian vừa qua cũng ủng hộ kênh rất nhiều ha. Cảm ơn bà con, chúc bà con nhiều sức khỏe.